công nhiệm xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán cuối ngày được phát trên kênh youtube itp channel trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì kết thúc một phiên giao dịch cũng là đóng đến tuần thì cái tuần vừa rồi thì thị trường là cái tuần hồi phục trong một những cái tín hiệu điều chỉnh ở trong ngắn hạn thì ở đây thì kết thúc một cái đến tuần ở trong sắc xanh thì như vậy là trong cái tuần vừa rồi thì là một cái tuần hồi phục sau khoảng đâu đấy là 4 tuần liên tiếp thị trường giảm điểm. Thế còn sang tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tiếp với những cái tín hiệu của thị trường. Ở đây thì công điện thấy kết thúc phiên giao dịch thì có lọc qua một chút với rất nhiều cổ phiếu ở trên thị trường. Thì đến thời điểm này thì xét tổng thể thì công điện thấy vẫn có một cái cảm quan là chưa thực sự ổn với những cái tín hiệu của thị trường ở trong cái thời điểm này. Thì cái quá trình hồi phục trong ngắn hạn thì có thể là nó vẫn có trong một hai phiên nữa. Đấy, nhưng mà với những cái chiều hướng là thị trường vẫn đang gặp những cái trạng thái hưng phấn như này, thì công nhận thấy là à, khi nào thị trường có chiều hướng giảm sau đó tăng lên một lần nữa, có nghĩa là nó phải có chiều hướng test lại một lần nữa sau đó đi lên ở trong cái đồ thị daily này, thì khi đó thì công nhận thấy mới có những cái tín hiệu thực sự là ổn để chúng ta có thể xem xét tham gia. Như vậy nếu mà trường hợp mà có chiều hướng giảm test lại thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy là trong tuần sau thì sau khi mà tuần sau thì chúng ta sẽ phải xem xét thêm với tín hiệu của thị trường thì ở đây trong cái vùng hưng phấn như này thì chúng ta cũng không phải là trong những cái vùng chúng ta tham gia về cái mặt điểm mua vì như vậy nó cũng rất dễ là đu vào trong những cái vùng đỉnh ngắn hạn của thị trường cũng như là của phần lớn những cái cổ phiếu thì ở đây giai đoạn này của thị trường thì cũng có một số những cái cổ phiếu gọi là uh, kết thúc uh, kết quả kinh doanh nhé. của quý 3 thì sẽ có một số những cái doanh nghiệp có những cái kết quả kinh doanh tốt thì nó tăng điểm hỗ trợ cho thị trường một chút về cái mặt điểm số Thế còn uh, sau khi mà ra kết quả kinh doanh tốt rồi thì những cái thông tin hỗ trợ nó không có để có thể là uh, chúng ta sẽ thấy là thị trường là có thể là sẽ uh, có những cái chiều hướng là không có thông tin bổ trợ thì thị trường có thể đi ngang hoặc là có thể rung lắc điều chỉnh trong những cái biên độ hẹp nên, nên ở đây là trong quá trình đầu tư của chúng ta thì để mà tham gia được những cái chen song tốt thì thị trường sau khi giảm điểm hồi phục và nó cũng phải tạo ra được những cái nền giá để mà thu hẹp lại cái một cái biên độ dao động của của thị trường cũng như là của cổ phiếu thì khi đó nó sẽ có được những cái chen sóng uh, tốt hơn để chúng ta có thể kỳ vọng đạt được cái mức lợi nhuận nhiều thế còn ở đây là uh, thị trường thì nó không phải là rơi vào trong những cái thời điểm mà uh, giảm mạnh để mà hồi nhanh được mà thời điểm này là uh, giảm thì có nhưng mà không đến mức quá mạnh thế nên là để mà hồi nhanh được thì công nhận thấy là nó cũng khó thế nên là nếu mà trường hợp mà để uh, kỳ vọng được những cái mức lợi nhuận tốt thì chắc chắn là nó sẽ phải À, biến động ở trong một cái biên độ hẹp rồi tích lũy sau đó thì bắt đầu cho những cái chiều hướng là bứt phá thì khi đó là cái lúc mà à, sẽ có những cái cơ hội để chúng ta kiếm được cái mức lợi nhuận tốt ở trong cái thời điểm này thì ở đây thì hiện tại thì dĩ nhiên là với cái nền giá này thì cảm nhận thấy là khả năng mà à, kỳ vọng được thì nó ở cái mức là không cao khi mà những cái thông tin hỗ trợ cho thị trường ở giai đoạn này cũng đến từ những cái doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thì ở đây nó cũng chưa ra nhiều Thế nên là chúng ta sẽ còn à, quan sát chờ đợi thêm ở trong à, tuần sau. Vì hôm nay thì cũng đã có một số những cái doanh nghiệp là chính thức ra báo cáo kết quả kinh doanh rồi. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi thị trường à, kết thúc cái à, phiên giao dịch à, cuối tuần với sắc xanh thì cũng có một số những cái cổ phiếu mà à, cảnh báo về cái mặt à, điểm mua ở trong à, ngắn hạn thì công điểm là sẽ lọc ra để mà giúp anh chị và bạn chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội với những cái cổ phiếu mà anh chị bạn yêu thích thì chúng ta vẫn chú ý là nếu mà nó có điểm mua đẹp thì chúng ta vẫn có thể xem xét tham gia được Thì trước tiên là với những cái điểm mua ngắn để chúng ta lọc tìm sớm những cái cổ phiếu có tín hiệu điểm mua tích cực để chúng ta tham gia. Thì ở đây thì có BCM thì nó có tín hiệu bán này. Y thì có tín hiệu mua. Ở đây thì nó cũng tăng tốt Thì ở bên trên thì cũng gặp kháng cự. Rồi tiếp đến là DPR thì cũng có tín hiệu mua. Nhóm cổ phiếu cao su ở đây thì cũng thấy có một số những cái cổ phiếu cũng khỏe khá là tích cực ví dụ C rồi DPR này hay là có cả cổ phiếu GVR rồi phr giai đoạn này nhóm cổ phiếu cao su để cho bạn biết là nó nằm trong những cái doanh nghiệp mà liên quan đến cao su thì khi mà tỷ giá tăng thì những cái ngành nghề được hưởng lợi đó là những cái ngành thủy sản rồi những cái ngành cao su này rồi về nông nghiệp đó là những cái nhóm ngành mà có thể là giúp cho cái cổ phiếu mà nó có chiều hướng đạt được mức lợi nhuận tốt khi mà tỷ giá tăng thì ở đây là với những cái tín hiệu của một vài những cái cổ phiếu này thì đoạn vừa rồi thì công nhiệm đã thấy có những cái tín hiệu của dc thì nó chạy trước rồi DRC nó chạy trước mà nó đang tích lũy ở trong một cái nền giá gặp cái nền bên trên thì nó hơi rộng nên là nó đang tích lũy lại và cũng là đang gặp kháng cự thì giai đoạn này với những cái cổ phiếu này thì chúng ta có thể chờ đợi những cái nhịp test để tham gia thì cũng chưa muộn yếu tố xác nhận của nó về cái mặt xu hướng của nó là cũng đã có rồi, thì lên ở đây là những cái cổ phiếu như uh, dpr nó đã giao cắt rồi với macd là đã quay lên rồi như vậy những cái phiên giảm điểm có thể xem xét chú ý về cái mặt điểm mua thì ở đây có thêm cả phr rồi thì cả gvr uh, cả dji đó là những cái cổ phiếu mà đều nằm trong nhóm cao su thì có nhận thấy là có dc nó đang trong ngắn hạn nó đang uh, dẫn sóng sau đó thì hôm nay có DPR rồi thêm nữa là PHR rồi xếp sau nữa là GVR sau đó thì mới đến DRI thì đó là những cái cổ phiếu ở trong cái nhóm cổ phiếu cao su đang có những cái tín hiệu. Ngoài ra ở đây thì có HD Bank, hôm nay thì nó cũng có những cái tín hiệu về cái mặt điểm mua cũng đang có lên giá rồi. Thì ở đây HD Bank uh, trong trung uh, hạn thì cũng uh, đang biến động ở trong một cái biên độ hẹp, đang kỳ vọng nó tạo được những cái sóng về dài hạn thì hiện tại thì đã có sóng trung hạn rồi tích lũy cũng tăng từ từ cũng chưa đến mức chạy nước rút đây là cái cơ hội mà chạy nước rút chẳng hạn thì nó cũng vẫn có nhưng còn ở đây là đang có điểm mua ngắn thì thường là với cái điểm mua ngắn này có thể xem xét tham gia ở trong cái tuần tới hbc sau khi có những cái thông tin hỗ trợ tích cực thì nó quay trở lại và nó đang tăng trần gần trần à, itq cũng có tín hiệu ngắn hạn này rồi kdh ở đây thì hôm nay thì cũng có dòng tiền lớn tham gia thì cũng chưa biết là có thông tin gì hỗ trợ tốt hay không nhưng mà thấy là cũng có yếu tố dòng tiền lớn quay trở lại với cổ phiếu này rồi và rất hiếm cổ phiếu mà à, có cái chiều hướng là tích lũy lền tốt và sau đó thì có cái điểm mua và có dòng tiền như này thì thường là hiện tại thì đang khá là ít thì à, cái số lượng những cái cổ phiếu mà đang có tín hiệu như này thì có thể là sang tuần thì chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn để có những cái phiên rung lắc à, giảm điểm thì chúng ta sẽ mua vào những cái cổ phiếu như này để đầu tư trong một cái chân sóng ngắn hạn kỳ vọng là cổ phiếu để cũng đang khỏe hơn so với chỉ số vn index là kỳ vọng nó đi ngược thị trường được ngoài ra trong nhóm bất động sản hôm nay thì cũng có thông tin hỗ trợ với phát đạt thì nó cũng quay trở lại tăng trần giờ là trong nhóm cao su có tín hiệu ngắn hạn, ngoài ra thì có PVC này, rồi VGT, rồi Việt Z hôm nay Việt Z bứt lên có dòng tiền nhưng mà không đến mức quá lớn nhưng mà về cái tín hiệu này thì với những nhà đầu tư về trong trung hạn thì chúng ta cũng chú ý đây là một cái vùng giá mà nó biết dưới điểm cân bằng cũng như là nó có tín hiệu về trung hạn rồi nên là những cái phiên rung lắc giảm mà yêu thích cổ phiếu Việt Z này để ý lâu rồi thì chúng ta có thể chú ý là nó đang trong những cái vùng có thể tham gia mua được ở trong những cái phiên sau nhất là quanh những cái vùng giá khoảng đâu đấy là tầm 101 đến 102 Ngoài ra có Viettel Post thì cũng quay trở lại có tín hiệu mua này. Ngoài ra thì VLE, DTD thì có tín hiệu mua theo xu hướng. Hôm trước thì có điểm mua ngắn hạn thì công nghiệm đã chia sẻ. Hay là PVP, hôm trước có điểm mua ngắn hạn thì trên những cái video thì đã chia sẻ rồi. Hôm nay thì nó có điểm mua theo xu hướng và có yếu tố dòng tiền xác nhận vào. Thì như vậy là cái trend dài hạn này nó có thể tiếp diễn tăng ở giai đoạn sau. PVS thì cũng À, có dòng tiền cũng vào và tiếp diễn cái trên dài này thì đó là những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay công nhận view để anh chị bạn có thể nắm được à, giờ công nhận sẽ chuyển sang những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay với chỉ số vn index đóng cửa 1 73 điểm tăng 3,12 điểm và tăng 0,27% thanh khoản giao dịch là À, 13.960 tỷ với ngoại thì bán dòng 282 tỷ với sàn OC sàn HNX tăng 0,61 điểm và tăng 0,26% thanh khoản giao dịch là 1,98 nghìn tỷ với ngoại thì mua dòng hơn 33 tỷ với sàn HNX sàn Upcom à, giảm 0,2 điểm giảm 0,23% thanh khoản giao dịch là 652 tỷ với ngoại thì bán dòng hơn 9 tỷ với sàn Upcom thì tổng cái mức giao dịch cả ba sàn thì ở đây cứ cho là 14, 12, là 16 thì khoảng ở đấy 16.500 tỷ thì cái phiên giao dịch hôm nay thì cũng có những cái chiều hướng dòng tiền tham gia một chút thì thường là hôm nay thì công việc cũng đánh giá là thị trường nó cũng không đến mức giảm mạnh được khi mà cái dòng tiền hôm nay giao dịch ở cái mức rất là thấp có nghĩa là trong cái phiên giao dịch buổi sáng nguyên cái thanh khoản giao dịch nó chỉ khoảng đâu đấy tầm cả ba sàn nó khoảng đâu đấy 6.500 tỷ. Thì hôm nay đánh giá là cuối khi nào buổi chiều thì dễ có chiều hướng kéo lên chứ cũng không đến mức là bị bán. Còn về uh, thị trường thế giới thì tất cả đang chìm trong sắc đỏ này. Thế còn về những cái nhóm ngành ảnh hưởng đến điểm số điểm số ở trong cái chiều tăng giảm thì chiều tăng được hỗ uh, trợ từ những cái nhóm cổ phiếu như là viễn thông, công nghệ thông tin, bán lẻ, hóa chất du lịch giải trí dầu khí thực phẩm và đồ uống xây dựng vật liệu xây dựng rồi đầu tư chứng khoán phi chứng khoán ngân hàng truyền thông hàng cá nhân và gia dụng hàng và dịch vụ công nghiệp nhóm ô tô và phụ tùng thì xanh nhẹ thôi trong khi ở chiều giảm ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu chứng khoán nổi thép bảo hiểm bất động sản điện nước xăng dầu khí đốt này rồi y tế Còn về cung cầu ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay Ở đây thì công diện sẽ loát ra Bên Fian mấy hôm nay có vẻ là bị lỗi gì đó Không thấy dữ liệu nó chạy tốt được Thì ở đây công chuyện sẽ chuyển sang trước về những cái thông tin những cái cổ phiếu ảnh hưởng lớn những cái chiều tăng giảm thì hôm nay ở chiều tăng được hỗ trợ từ Việt Z rồi có Vietcombank, GVG BID, KDH, Thế giới di động, Sabeco, Phát đạt, KBC và VVBank. Trong khi đó chiều giảm ảnh hưởng từ Vinhome này, rồi VIC, CTG, Techcombank, BCM, VIB, Masan, GAT, FPT và Hòa Phát ở đây thì đợt này với Fian thì nó cũng đang lỗi một chút về cái dữ liệu rồi, để là uh, cầu nhiệm cũng uh, chuyển sang luôn với những cái thông tin uh, về trên mặt báo ở trong phiên giao dịch uh, trong cái ngày hôm nay. thì trong ngày hôm nay thì cũng có một số những cái doanh nghiệp là đã gọi là có báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rồi. thì hiện tại thì có một số doanh nghiệp ví dụ như là uh, nổi tiếng như là MBS này thì với lợi nhuận của Quý 3 thì nó khoảng đâu đấy là 208 tỷ này Thì cũng có tăng So với cả quý 3 của năm 2022 Nhưng mà tổng của Cả ba quý thì nó Giảm 7% so với cả cùng kỳ Năm 2022 Thế còn ngoài ra thì cũng có một số những cái ngân hàng Ví dụ ở đây có ngân hàng Bắc Á Banh Thì lợi nhuận giảm 23% Như vậy đây là một ngân hàng nhỏ Thì cũng đã có những cái Dấu hiệu là giảm So với cùng kỳ ở đây thì tổng thể của các cái doanh nghiệp thì nó đều uh, gần như là giảm chỉ có mỗi là logistics lô tích này, cảng đà nẵng này thì uh, tăng rồi đấy bốn thôi trăm thôi, còn phần lớn là cũng đang giảm. Uh, còn những cái doanh nghiệp khác để chúng ta sẽ chờ đợi kết quả kinh doanh của uh, trong cái tuần tới cũng như là trong một cái tuần nữa thì lúc đó thì các cái doanh nghiệp uh, sẽ có nhiều kết quả báo cáo kinh doanh thì chúng ta sẽ đỡ vướng phải cái quá trình là vừa mua xong với cổ phiếu mà doanh nghiệp ra kết báo cáo kết quả kinh doanh mà xấu chẳng hạn thì khi đó thì chúng ta lại bán không kịp nên là trong cái giai đoạn này của thị trường thì công nhận thấy là cái quá trình chúng ta à, nắm giữ tiền để mà chờ đợi những cái điểm mua đẹp điểm mua chuẩn thì có thể vẫn nên chờ tiếp ở trong tuần sau hoặc là tuần sau nữa để chúng ta à, có được những cái à, cơ hội lớn hơn cũng như là à, khi mà ra kết quả kinh doanh của quý 3 rồi thì mọi thứ thì nó đều nó đã đều đã ra rồi Thì chúng ta sẽ có lại có kỳ vọng cho cái quý tư Thế nên là à, giai đoạn này thì tránh nhất là vừa mới mua xong mà cổ phiếu ra kết quả kinh doanh xấu phát là cổ phiếu giảm để chúng ta lại bị thua lỗ Thế nên là à, cái cơ hội gỡ với thị trường này nếu mà thua lỗ ở đoạn vừa rồi thì chúng ta vẫn còn rất nhiều giai đoạn sau cũng không có cái gì phải vội vàng à, đòi trên thị trường chứng khoán này khi mà những cái tín hiệu theo xu hướng của các cổ phiếu phần lớn nó cũng đang ở trong những cái dấu hiệu là ngay trong cái xu hướng khởi đầu xu hướng giảm cũng như là với thị trường chung cũng đang ở trong xu hướng giảm chưa có dấu hiệu là uh, kết thúc cái xu hướng giảm nên là uh, chúng ta sẽ vẫn xem xét ở giai đoạn sau đây rồi đó là những cái tổng hợp mà ngắn của công nhiệm về uh, cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay hy vọng rằng nó sẽ giúp anh chị và bạn chúng ta nắm bắt được uh, phiên giao dịch có những cái tín hiệu như là cũng như là nắm bắt được cái nhận định của công điện về thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là một số những cái thông tin ở trên mặt báo anh chị theo dõi liệu thấy hữu ích thì có thể ủng hộ công điện những cái lượt like những cái lượt đăng ký kênh thì còn anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mà tài khoản chứng khoán hoặc là chúng ta đã có rồi nhưng mà chưa nhận được những cái hỗ trợ đầu tư từ những cái bạn tư vấn tốt nhất cũng như là chưa có được phương pháp thì anh chị bạn có thể là liên hệ với công nghiệm để mà tài khoản giao dịch hoặc là chuyển ID thì khi mà về đây thì công nhiệm sẽ hỗ trợ anh chị các bạn những cái điểm mua điểm bán của những cái cổ phiếu và view về tổng quan của thị trường để cho bạn chúng ta có những cái phương án đầu tư tốt nhất. Công nhiệm rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn trong những cái video và trong những cái buổi livestream